Chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh High End One Love, hàng hiệu lướt chính hãng giá tốt. Đây là một video dành cho các bác muốn thay đổi phong cách của bản thân mình để trở nên là khác biệt hơn so với thường ngày, hoặc là trẻ trung hơn, hoặc là ấn tượng hơn. Thì video này sẽ có một số đôi giày sẽ giúp các bác làm được những việc đó. Thì mời các bác xem nó là những đôi nào nhé. Đầu tiên sẽ là đôi giày mà ảnh ở đầu video đó. Thì đây là một đôi chúng ta gọi là Mountain Loafer. Thì em đang sẵn một đôi này size 41 đến 41.5. Cái đặc điểm của dòng này đó là nó là dòng giày LV có gót, Mountain Loafer nó có gót. Bởi thế lúc mà mang những đôi giày có gót yêu cầu chúng ta là cũng phải ăn mặc chỉnh chu hơn. Ví dụ như chúng ta có thể mặc những bộ đồ suit, vest hoặc đồ Âu, ít nhất là như thế thì mang những đôi này nó mới hợp được. Bởi thế hàng ngày chúng ta có thể ăn mặc thoải mái cùng với những trang phục ấy, thì đến lúc chúng ta mang những đôi Mountain Loafer này thì chúng ta mặc đồ lịch lãm hơn, bản thân chúng ta sẽ tự khắc ấn tượng hơn. Thứ hai tiếp theo đó là mẫu Derby của LV. Thì tại sao em lại bảo nếu mang mẫu giày này chúng ta sẽ trở nên khác biệt? Tại vì đa phần cái khách hàng của em là những bác tương đối có tuổi và phong cách là thích mang giày lười, nó tiện và nó dễ mang, dễ chơi. Nhưng mà mẫu Derby là một mẫu mà em khuyến khích các bác nên trải nghiệm. Tại vì Derby tức là mẫu giày mà nó có hai cái lưỡi gà nó hở và nó có hai miếng da được khâu lại và được sợi dây sẽ thắt vào với nhau như vậy, nó hở ra. Trái ngược với Oxford là cái lỗ xỏ dây và cái lưỡi gà là bị che kín lại. Thì Derby nó cũng rất là dễ mang. Nếu chúng ta mang giày Derby thì chúng ta có thể dùng một cái đón gót để vào giày bình thường mà không cần phải tháo dây ra. Ngoài ra Derby là kiểu giày buộc dây nên là nó giúp chúng ta trẻ trung hơn. Và với những đôi giày màu sáng như này sẽ giúp chúng ta rất là ấn tượng khi chúng ta bước ra đường, và cảm giác rất là chắc chắn, giống như là mấy thanh niên gangster châu Âu đấy. Thì em có hai màu, màu vàng vừa quay cho các bác xem là size 40 rưỡi, 40 đến 40 rưỡi, và màu đen cũng là 40 đến 40 rưỡi. Màu đen thì thích hợp với 40 hơn. Thì hai đôi này là hàng lướt 99,9%, mới chỉ trưng bày thôi, rất là mới, đồ mới rất cao. Và lúc các bác cầm lên tay thì cái trải nghiệm tay và cái trải nghiệm là cầm một đôi giày nó rất là tốt, nó cầm rất là sướng, không giống như những đôi giày các bác cầm bình thường. Tại vì tất cả đây là những đôi giày được làm thủ công tại Fieco de Artico ở bên Italy, là xưởng giày của LV. Ở đó có mấy trăm người thợ chỉ chuyên làm những đôi giày cung cấp ra toàn thế giới bằng thủ công hoàn toàn 100%. Những mẫu Derby này rất đẹp và dễ chơi, dễ mang, các bác cân nhắc. Thì có thể nhắn cho em qua số Zalo em đã để sẵn trên màn hình nhé. Thì ở thời điểm hiện tại các bác có thể đặt hàng sớm, đặt hàng nhanh, vì cuối năm thời gian giao hàng nó sẽ có những biến động, nên các bác ưu tiên giúp em đặt sớm đặt nhanh để em gửi hàng cho các bác để kịp chúng ta chơi lễ, chơi Tết. Đây là những đôi giày Derby cực ngon. Có 3 kiểu giày mà chúng ta thường hay bắt gặp, rất rất phổ biến, đó là Oxford, Derby và Loafer, kèm với cả Mocha nữa. Thì đó là những cái kiểu giày mà hôm nay em sẽ giới thiệu bắt Derby đó. Đây là lòng lót, độ mới rất cao, 99,9% mới trưng bày thôi mà, nên là các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng những con hàng như thế này với độ bền bảo hành rất là thoải mái luôn. Ok các bác, hai đôi đó là size 40-40 rưỡi nha. Chúng ta đến với đôi 40 rưỡi 41. Đôi này cũng là Derby, nhưng mà đây là mẫu giày Derby mà em đã giới thiệu ở các video khá cũ rồi, rất lâu rồi, mà những cái hãng giày mà nó thường làm, tại vì cái sự phổ biến của dòng này các cái hãng giày tầm trung hoặc tầm thấp nó làm ấy, đấy chính là mẫu Derby Long Wing. Derby Long Wing tức là mẫu Derby rồi, nhưng mà nó có một cái phần cánh giày nó sẽ vuốt ra tận phía sau gót, để nó tạo cho đôi giày có một thiết kế rất là mạnh mẽ, rất là hay. Nó giống như con Lexus 570 ấy, rất đẹp.
Thì em hay nói đùa với bác là con The Belonging nó có cái kiểu thiết kế nó giống con Lexus 570. Thì con này là nó kết hợp da trơn. Con này size 41 nha các bác, 40 rưỡi 41, kết hợp da trơn và lớp da tay ga ở phần mu giày. Nó để cái phần da tay ga ở đó cũng là có cái ý đồ đấy. Nó sẽ giúp cho đôi giày lúc chúng ta bước nó không bị gấp, không bị gãy phần mu. Cũng là một cái thiết kế hay. Còn nếu những đôi plain tour giống như lúc nãy, Derby plain tour giống như hai đôi lúc nãy, tức là phần mũi sẽ không có họa tiết gì, thì cái phần da nó phải làm rất mềm để không để lại vết, hạn chế để lại vết lúc chúng ta bước gấp. Thì đôi này là đôi 41, một đôi giày rất là khủng khiếp. Giá của những đôi này dao động trong khoảng từ 13 đến 15 triệu. Ba đôi này giá của mỗi đôi từ 13 đến 15 triệu. Và chi tiết thì các bác nhắn Zalo cho em, em sẽ gửi vào giá chi tiết cũng như là đàm phán giá. Bây giờ các bác cứ vào đó nhắn cho em trò chuyện, fix giá thoải mái nhưng mà cũng không được fix nhiều. Nhiệt tình, nhanh gọn thì đương nhiên là sẽ được giảm giá ưu đãi. Các bác thích đôi nào buộc dây, derby nào thì nhắn cho em nhé. Cảm ơn các bác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là đôi này cái phần lòng lót nó có ngon không nhé. Đây, lật rất ngon. Lòng lót của đôi giày phải rất là ngon, mới và còn có cái độ bóng của hàng rất là tuyệt vời. Các bác xem mang đôi này thì gọi là hết bài luôn. Thế còn đây là Gucci. Đôi Gucci này thì em có khách đặt rồi, nhưng mà em muốn giới thiệu tới bác một mẫu Gucci rất là hay mà các bác có thể gặp và rất ít gặp trên thị trường hàng mới, là những đôi giày mà giúp các bác đúng là rất đặc biệt luôn. Mẫu Gucci này được dập hai chữ G lồng vào nhau trên toàn bộ thân giày, kèm với đó là bộ khóa trúc gọi là bamboo house bit, một bộ khóa trúc rất là đặc biệt. Riêng mẫu giày này là các bác mang là sẽ tạo ra ấn tượng luôn. Và rất tiếc là đôi này có khách em đặt này. Giới thiệu cho các bác một mẫu giày mà các bác chỉ có thể bắt gặp trên thị trường hàng lướt rồi, hàng second hand thôi. Còn hàng mới bây giờ những đôi như này tìm không có. Và đôi này đặc biệt là nó gần như mới luôn, nó lướt một vài lần và mới tinh. Đó, rất là ngon lành. Chúng ta chơi hàng này thì thỉnh thoảng bắt gặp được những con hàng như thế này, nó là cái thú vị riêng. Chứ còn hàng mới thì nói làm gì, đúng không bác? Cảm ơn các bác đã ủng hộ em và mời các bác bấm đăng ký nha. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.